Bằng Châu xin thân ái kính chào Thái Ngộ đến quý khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin vừa được cập nhật như sau. Bồ Đào Nha tái ban hành lệnh phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Tỷ lệ lây nhiễm coronavirus vượt ngưỡng 1 triệu người ở Anh. Tổng thống Trump bênh vực những người quấy nhiễu xe bus Biden-Harris tại Texas. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Và sau đây Băng Châu kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết Bồ Đào Nha tái ban hành lệnh phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Giới lãnh đạo Bồ Đào Nha vào ngày thứ Bảy 31 tháng 10 đã tuyên bố tái ban hành lệnh phong tỏa tại hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 sắp tới để kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để mua sắm, đến trường hoặc làm việc. Riêng các công ty thì phải tìm cách để cho nhân viên làm việc từ nhà. Chính sách này được Thủ tướng Antonio Costa đưa ra chỉ một ngày sau khi tỷ lệ lây nhiễm coronavirus đạt kỷ lục mới với 4.007 người xét nghiệm dương tính trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Lệnh cấm đi lại giữa các thành phố của Bồ Đào Nha cũng đã có hiệu lực từ ngày thứ Sáu 30 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 11 sắp tới, nhân dịp người dân đánh dấu ngày lễ All Saints. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm coronavirus vượt ngưỡng 1 triệu người tại Anh. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, vào ngày Chủ nhật 1 tháng 11 đã tuyên bố tái ban hành lệnh phong tỏa trên toàn quốc sau khi tỷ lệ lây nhiễm coronavirus ở đây chính thức vượt ngưỡng 1 triệu người, gây áp lực lên hệ thống chăm sóc y tế cũng như các bệnh viện ở địa phương. Trong cùng một phát biểu đưa ra tại buổi họp báo, ông Boris Johnson cho biết chính sách này sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ nửa đêm thứ Năm, 5 tháng 11, cho đến ngày 20 tháng 12. Nhìn chung trên toàn lục địa Âu Châu, nước Anh đang là quốc gia có nhiều người chết nhất vì Covid-19. Tình hình dịch bệnh nếu như kéo dài sẽ khiến cho hơn 80.000 người bị thiệt mạng tại Anh. Một khi lệnh phong tỏa chính thức bắt đầu, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để tập thể thao, đi học, làm việc, mua thức ăn và mua thuốc. Các nhà hàng và quán bar chỉ được bán đồ về nhà để hạn chế sự tiếp xúc. Tính đến nay ở Anh đã có 58.925 người qua đời vì Covid-19. Kính thưa quý vị, Australia sẽ mở cửa biên giới quốc tế vào dịp lễ Giáng sinh. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt vào ngày Chủ nhật 1 tháng 11 cho biết, nếu như không có gì thay đổi, quốc gia của ông sẽ mở cửa tất cả cửa khẩu biên giới vào dịp lễ Giáng sinh, do trong vài ngày gần đây không có ai được chẩn đoán bị lây nhiễm coronavirus. Trong một phát biểu đưa ra trước báo giới, ông Hunt loan báo, mục tiêu hiện tại của chính phủ là giúp cho người dân về thăm gia đình sau một thời gian xa cách vì những lệnh cấm khắt khe. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 tháng ở Australia không có thêm bất kỳ một ai xét nghiệm dương tính. Điều này sẽ giúp mở đường cho chính phủ nới lỏng lệnh cấm tụ tập ở khắp nơi. Tại tiểu bang Victoria, nơi được xem là ổ dịch lớn nhất trên toàn quốc, cũng không có người nhiễm bệnh hay tử vong vì coronavirus trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Tiếp tục phần tin thế giới, Nga bắt giữ nhiều người biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Pháp ở Moscow. Lực lượng cảnh sát địa phương vào cuối tuần qua đã bắt giữ ít nhất 15 người tham gia biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Paris ở thủ đô Moscow, trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bị nhiều quốc gia lên án vì phát ngôn đánh đồng khủng bố với đạo Hồi sau cái chết của giáo viên dạy sử Samuel Paty. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy cảnh tượng có nhiều người giẫm đạp lên hình ảnh của ông Macron ngay trên khuôn viên tòa đại sứ, đồng thời hô vang khẩu hiệu Allahu Akbar, tức là Thượng đế thật vĩ đại. Hai từ này cũng được kẻ tấn công sử dụng sau khi chặt đầu thầy giáo Samuel Paty, người từng cho học sinh xem tranh biếm họa
của nhà tiên tri Mohammed ở thủ đô Paris. Cũng trong ngày Chủ nhật 1 tháng 11, hàng chục ngàn người Hồi giáo ở Pakistan, Bangladesh và Palestine cũng đã xuống đường phản đối Tổng thống Emmanuel Macron. Kính thưa quý vị, siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines. Siêu bão Goni mang theo nhiều mưa to gió lớn vào ngày Chủ nhật 1 tháng 11 đã tấn công vào các tỉnh miền nam của Philippines gần đảo Luzon, khiến cho nhiều nhà cửa đã bị tốc mái, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Bão Goni hiện tại đang được mệnh danh là cơn bão mạnh nhất trên thế giới. Nó đang di chuyển ở vận tốc 140 dặm một giờ. Trước khi bão Goni đổ bộ vào đất liền, chính phủ đã ra lệnh di tản hơn 1 triệu người dân tới những nơi khác an toàn hơn. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được cho là thành phố Cantaguanes và Ao Bay thuộc tỉnh Bicol. Thủ đô Manila cũng đang nằm trong hướng đi của cơn bão, đồng thời là cơn bão nhiệt đới thứ 18 ghé qua Philippines. Hồi tháng trước tại Philippines cũng đã có 22 người bị thiệt mạng, hầu hết đều bị chết chìm tại vùng Nam Manila vì siêu bão Molave. Kính thưa quý vị, có 7 chính trị gia thuộc đảng đối lập bị bắt giữ tại Hồng Kông. Có đến 7 chính trị gia thuộc đảng đối lập vào ngày Chủ nhật 1 tháng 11 đã bị bắt giữ tại Hồng Kông vì tội danh cản trở phiên họp của Hội đồng lập pháp. Màn bố ráp không có liên quan tới luật an ninh gây tranh cãi mà Cộng sản Bắc Kinh từng cho ban hành hồi tháng 6 vừa qua. Mọi chuyện đã bắt nguồn từ màn ẩu đả bên trong trụ sở Hội đồng lập pháp vào ngày 8 tháng 5, khi các nhà lập pháp đang bỏ phiếu chọn ra người đứng đầu cơ quan chính phủ, dẫn tới việc có nhiều chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Từ những nhà lập pháp như Wu Chi-wai, Anne Tuan, Helena Wong, Joaquin King, Eddie Chu, Raymond Chen và Fernando Chong đã loan báo bản thân bị bắt giam thông qua phát biểu đăng trên tài khoản xã hội cá nhân. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trong băng tần 14.5. Sau một vài thông tin ngắn gọn bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.